Sau 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố đã có những cách làm thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Năm nay, khu dân cư 12 được chọn là khu dân cư điểm của phường Thanh Khê Tây để tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng, bà con nhân dân, nhất là các chị em phụ nữ đã có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa cơm đại đoàn kết. Không chỉ tổ chức nấu ăn, người dân còn cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa của cha ông ta ngày xưa. Ngày đại đoàn kết thì tất cả toàn dân ai cũng hồ hởi phấn khởi cùng tham gia, bà con nhân dân ở đây là hết sức đồng tình. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức ngày hội đại đoàn kết phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động trong ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức lãng phí, nội dung phần lễ tổ chức trang trọng, ngắn gọn, nội dung phần hội tạo được không khí vui tươi, đầm ấm và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Với phương châm của năm 2023 thì chúng tôi giảm bớt cái thời gian lễ và tập trung cho các phần hội, phát huy những cái đình làng, những cái nhà văn hóa để chúng tôi tổ chức sinh hoạt truyền thống. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc là các bữa cơm đại đoàn kết để thu hút cho người dân tham gia đông đảo, đúng nghĩa là ngày đại đoàn kết và chúng ta đang chào đón 20 năm ngày đại đoàn kết nữa. Đến dự và chung vui với bà con nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã khẳng định, thông qua ngày hội, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ, động viên và thăm hỏi nhau trong những lúc khó khăn. Dân chủ ở cơ sở cũng được phát huy, tăng cường đồng thuận và ổn định xã hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi cộng đồng dân cư. Mục đích của ngày hội là tôn vinh, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Kết quả của ngày hội đem lại những giá trị văn hóa, tinh thần và làm giàu thêm ý chí cách mạng và tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội từ mỗi thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn thành phố. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Để ngày hội đại đoàn kết thời gian đến đi vào chiều sâu, mang lại sức lan tỏa trong cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức để ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.